Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong khi làm tình, giao tiếp là một phần quan trọng tạo nên thành công của cuộc yêu. Nhưng nói gì trong khi yêu thì không phải ai cũng biết. Trong quá trình này, nội dung và phương pháp nói chuyện cũng sẽ thay đổi theo từng giai đoạn. Ví dụ trong màn dạo đầu thì bạn có thể nói về một số điều nhẹ nhàng về tình dục. Sau khi bước vào giai đoạn yêu thực chất, lời nói nên giảm bớt nhưng mức độ cũng phải sâu sắc hơn. Tức là tình cảm và hành vi tình dục của hai bên phải gần gũi với nhau. Nói chung, phụ nữ lúc này rất thích nghe những lời ngọt ngào từ đàn ông, trong khi đàn ông thì lại thích nghe những cái lời khen về đặc điểm hình thể của họ. Có người nói đàn ông là loài động vật bị sức mạnh đánh bại, trong khi phụ nữ lại dễ bị lời nói chinh phục nhất. Khi sắp đạt đến cao trào, người phụ nữ có thể khuyến khích đàn ông bằng những cái tiếng rên rỉ ngắt quãng và thỉnh thoảng khen ngợi. Một số đàn ông thì có thể nói những cái lời tục tĩu, nhưng việc này phải được thực hiện có chừng mực. Sau khi ân ái kết thúc, những lời nói của cả nam và nữ nên cụ thể hơn một chút so với những gì họ nói trước khi bắt đầu quan hệ. Ví dụ, bạn có thể chỉ cần hỏi nhau về cảm xúc tình dục vừa trải qua, giao tiếp cảm xúc vừa có thể mang lại một cái kết thúc hoàn hảo cho tình dục. Vậy phụ nữ thường nói điều gì trên giường mà đàn ông cảm thấy hấp dẫn? Và đàn ông cần hiểu thế nào về những câu nói đó? Bây giờ thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ điều này cùng quý vị và các bạn nhé. Từ đầu tiên đó là hai từ không hoặc đừng. Nhiều trường hợp đàn ông hiểu lầm ý của từ này thốt ra từ miệng phụ nữ khi họ làm tình. Họ nghĩ rằng cô ấy không thích, cô ấy không muốn. Nhưng sự thật thì ý của phụ nữ là đừng dừng lại, em đang tận hưởng nó. Đây là một từ mật mã rất cổ điển. Giọng điệu phụ nữ lúc này nũng nịu, vẻ mặt thì tức giận, khẽ đẩy người nhẹ. Người ta nói rằng khi một người phụ nữ nói không thì thực ra ý cô ấy hoàn toàn ngược lại. Mặc dù nó không phải là tuyệt đối, nhưng vào thời điểm này nó rõ ràng là chính xác. Phụ nữ chưa bao giờ có thể cưỡng lại được khi cuộc yêu đã bắt đầu và cơ thể cô ấy đã hoàn toàn bắt nhịp được với người đàn ông về sự ham muốn. Trừ khi là cô ấy bị khô rát, còn không ấy thì họ muốn đạt được cao trào trước khi người đàn ông kết thúc. Câu thứ hai đó là em không thể chịu đựng được nữa. Đàn ông thường hiểu lầm câu này là cô ấy quá đau đớn, sức lực của mình quá mạnh và cô ấy có thể không chịu đựng nữa. Nhưng sự thật ấy là khi mà bị người phụ nữ nói câu này thì cái thời điểm đạt cao trào của cô ấy đang sắp tới. Người phụ nữ thường thốt ra lời này vào cái lúc chuẩn bị cao trào với một cái vẻ mặt hoang dại. Ở đôi khi cô gái còn dùng tay để ngăn bạn lại, nhưng nếu bạn dừng lại có thể cô ấy lại không hoàn toàn đồng ý. Hãy nhớ rằng khi phụ nữ nói được ra câu này và không có hành vi kháng cự mạnh mẽ thì cơn cực khoái chuẩn bị tới rồi. Câu thứ ba đó là em yêu anh. Nếu đàn ông nghĩ đó là một lời tỏ tình trên giường thì đây là một sự hiểu lầm. Ý của phụ nữ trong cái trường hợp này là bạn đang làm rất tốt và cô ấy yêu bạn vì việc làm tốt đó. Khi phụ nữ nói ra thì đó hẳn là lúc mà cô ấy đang cực kỳ cuồng nhiệt. Và vào thời điểm phụ nữ đang đam mê thì tình dục lại đặc biệt mãnh liệt. Phản ứng trực tiếp của cơ thể là một dòng chảy ngầm của sự khao khát thân mật. Sự dịu dàng của người đàn ông lúc này chắc chắn đã khiến cho cô ấy cực kỳ thích thú. Và từ những cảm xúc của cơ thể như vậy nên phụ nữ muốn nói ra những suy nghĩ của mình. Câu thứ tư là những từ ngữ khen ngợi cơ thể và công cụ đàn ông. Chẳng hạn cô ấy khen bạn khỏe mạnh, khen công cụ đàn ông to, cứng. Những cái lời khen này cực kỳ có ý nghĩa đối với đàn ông, bởi vì nó sẽ làm cho đàn ông cảm thấy tự tin với bản thân mình. Câu thứ năm là những câu cô gái tự phản ánh
chia sẻ cảm xúc và tình trạng của mình. Ví dụ những câu như em thích quá hay là em sướng quá chẳng hạn. Những cái lời này cũng tương tự như những lời khen dành cho đàn ông. Vì sao lại như vậy? Bởi vì những khoái cảm mà phụ nữ đạt được là do người đàn ông cũng có ý rằng bạn đã làm rất tuyệt vời. Quý vị thân mến, giao tiếp trên giường là một nghệ thuật, nhưng không phải khi nào cũng cần đến những lời nói. Thậm chí là trong một số trường hợp, cả nam và nữ nên im lặng để tận hưởng. Ví dụ tình huống mà không khí của cuộc yêu vừa phải hoặc không quá cuồng nhiệt thì không cần thiết nói nhiều. Lúc này chỉ cần tiếng rên nhẹ hoặc nếu không thì tán tỉnh vài lời là được. Tình huống thứ hai đó là không nên nói nhiều khi đó là lần đầu tiên của hai người. Trừ khi mà bạn đã quen với sở thích của người kia và hiểu tính cách của họ, nếu không thì người kia có thể sẽ không thoải mái với bạn nếu bạn nói điều gì đó hấp tấp, ngay cả khi bạn muốn. Đôi khi nói những câu mà đối phương không thích thì cuộc yêu sẽ căng thẳng hơn. Tình huống thứ ba đó là bạn bị hôi miệng. Trong mỗi cuộc yêu thì răng miệng nên được vệ sinh sạch sẽ. Nhưng nếu vì yếu tố nào đó mà bạn thực sự không thể làm tốt được thì bạn phải im lặng. Nếu không ấy, thì đối tác của bạn sẽ phải nín thở cho đến khi kết thúc cuộc ân ái. Chắc chắn là họ sẽ mất hứng và không dám quan hệ tình dục với bạn. Đó là những tình huống không nên nói ra khi quan hệ tình dục, nhưng có những cái trường hợp nên nói hoặc bắt buộc phải lên tiếng. Ví dụ khi tình yêu đang nồng nàn và bạn muốn nói ra những cái suy nghĩ của mình khi hai người thân mật. Những câu nói trong trường hợp này sẽ đưa cái mối quan hệ lên một tầng cao mới. Hai người sẽ có cảm xúc nhiều hơn, động lực nhiều hơn để cống hiến cho nhau và nồng nàn hơn ở trên giường. Tình huống thứ hai đó là khi các bạn đang rất hạnh phúc, đang rất sung sướng. Nhiều phụ nữ hay đàn ông trải qua cảm giác cực khoái mà lại không thốt ra một vài câu thì rất chán. Bạn có thể nói là ôi thích quá, sướng quá, thoải mái quá. Khi bạn đang chờ đợi những cái lời khen từ bạn tình thì bạn cũng nên nói những cái lời nói đó một cách kịp thời, không dè dặt, để người đối diện có thể biết bạn cần gì và bạn đang trải qua giai đoạn nào. Tình huống thứ ba đó là bạn buộc phải nói ra khi bạn bị tổn thương, bị đau. Chỉ khi bày tỏ cảm xúc thật của mình, bạn mới có thể khiến đối phương dịu dàng hơn, thận trọng hơn, hoặc cho người ấy biết những tư thế mà bạn không thích, tốc độ mà làm bạn đau đớn, thậm chí là không hài lòng khi đàn ông bỏ qua màn dạo đầu. Chất lượng làm tình của bạn là sự tương tác và bạn hoàn toàn có quyền lên tiếng trong trường hợp đó, đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, Khánh Ngọc vừa mới chia sẻ về những từ, những câu mà phụ nữ nói trên giường làm tăng sự hưng phấn, hứng thú cho đàn ông. Và qua đó thì cũng chỉ ra một số những cái tình huống không nên nói và nên nói khi làm tình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.